thêm 5 người thường ở Việt Nam vượt biên bị Campuchia bắt giữ. Thêm 5 người thường Tây Nguyên từ Việt Nam vượt biên vào lãnh thổ Campuchia tìm đường tị nạn chính trị đã bị bắt giữ. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền Campuchia cho biết là nhóm người vừa bị bắt hôm qua là một gia đình gồm có hai vợ chồng, hai đứa con trai nhỏ và một bé gái 9 tháng tuổi. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Ad Hoc nói vụ bắt giữ xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều trong khu vực Oyadap của tỉnh Ratanakiri, giáp ranh với Việt Nam, khi cảnh sát Campuchia mở đợt truy quét vào rừng sâu nơi gia đình người thượng này lẫn trốn trong suốt nửa tháng qua. Phnom Penh Post dẫn lời ông Chai Thi, điều phối viên của tổ chức Ad Hoc tại tỉnh Ratanakiri cho biết, cảnh sát và binh sĩ Campuchia còng tay hai vợ chồng vừa kể từ trong rừng đưa lên xe tải, chở ra đường lộ nối liền với biên giới Việt Nam. Dân làng địa phương người sắc tộc Chao Rai cho hay, bốn thành viên khác trong gia đình này đã tẩu thoát và cảnh sát đang truy lùng họ gắt gao. Thời gian gần đây, làn sóng người thường Tây Nguyên từ Việt Nam bỏ xứ băng rừng sang lãnh thổ Campuchia để tìm cách xin tị nạn vì lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo đang ngày càng gia tăng. Lo sợ bị bắt trục xuất về nước, họ thường lẫn trốn vào các khu rừng rậm của tỉnh Ratanakiri chờ được Liên Hiệp Quốc can thiệp cứu giúp.